Nuôi tầm là một trong những ngành nghề thế mạnh mà nhiều địa phương tập trung đẩy mạnh, trong đó có huyện Di Linh. Đồng thời địa phương này cũng khuyến khích thành lập các tổ hội nghề nghiệp. Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân huyện Di Linh đã thành lập 3 tổ hội nông dân trồng dâu nuôi tầm. Trong đó, tổ hội nông dân trồng dâu nuôi tầm xã Đinh Trang Hòa với 10 hộ, xã Đinh Trang Thượng 12 hộ và xã Gia Hiệp 18 hộ. Tổ hội là nơi các thành viên trao đổi kỹ thuật, kinh nghiệm, đổi dâu lá. Bên cạnh đó, khi vào các tổ hội nghề nghiệp, nông dân sẽ được hỗ trợ vốn vay ưu đãi, giới thiệu doanh nghiệp liên kết tiêu thụ sản phẩm. Hội còn nắm bắt thông tin về giá kén để cung cấp cho hội viên, hỗ trợ bà con bán với giá tốt. Từ sự đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, đời sống của bà con đã khấm khá hơn.